không bao giờ nó có hút chăm lắng mà. Tây nhá. Là con trả xong không, Tây. Không bao giờ mơ đến đặt chân đến đất Tây nhá. Rồi bây giờ một ở Việt Nam nói chung là chỉ có tầm mua một buồng chuối có 10.000, sang bên Tây mua 4 quả chuối mất 400.000. Thế thì ở Việt Nam ăn thì coi như là vừa ăn vừa vứt, ở bên Tây thì cuộc sống cam khổ mà người ta phải giải theo giờ. Ở trong đấy con người Việt Nam ấy hay là con người Tây nếu mà sang bên đấy để lao động ấy đi toàn phải cúi gầm mặt xuống đó. Vì là cả một ngày nó lao động vất vả nên là nó không có thể thời gian để nó tận hưởng như người Việt Nam được. Nhưng người Việt Nam mình là tận hưởng nhiều. Bây giờ cái nông dân như bọn tớ này là đỡ đau đầu. Nói chứ ở trên này phố nhá, mà cứ cái kiểu khủng hoảng ấy. Nói bảo bên dưới này là còn có lúa có gạo mà ăn như trên thành phố ấy. Nếu mà đói thì cũng chỉ chết đói thôi, làm gì có gạo. Mẹ em cứ gõ cái máy của người ta cũng đã được 15-20 triệu rồi. Đấy. Mẹ như nhà bà thơ ấy đấy. Làng làng nháy nháy mấy hôm mà hai hôm nó bắn phạch 10 triệu tiền công. Mấy triệu. À thế mà nó dám vẫn bảo mình là không có tiền. Thằng này nó ông cảnh là ghi âm mà rất điêu. 2 ngày 10 triệu. Ghi âm nào bây giờ ghi âm nào. Nhà mình. Đấy là bá nói. Sang. Bá còn nói vẫn còn khiêm tốn. Chú ơi sao chú. Em mà lên nhà ông Tranh em làm 2 ngày như này. 32 triệu đấy. Ôi giời, đang có khí xương lắm. Cũng phải cái tài riêng rồi, mỗi người có một tài riêng. Nhưng mà tài to thì ăn to, tài bé ăn bé. Không đem cái lúc vất vả như thế nào. Chị có 10 triệu 2 ngày ăn thua gì trên này là đấy. Nên nhà ông Tranh ngay đây là làm 32 triệu đây 2 ngày. Củ mật thế. Nắng thế này lên đi dám giá hết chân. Nắng nhìn nó to thế. Dạ bên không, mình chả biết có khi cần bắn cả đá vào chả biết có phải đinh hay không hay cả đá bắn vào mái tôn gì. Đây có thằng cháu trai nhà bà đây, nó ở đây nó đi làm mái tôn suốt này. Không phải đâu. Cháu trai này bị thế đâu, không phải đâu. Bên hết rồi. Nào tôi bận lưu điện nên đi hỗ trợ tôi một vài buổi đâu. Mày đang bận lắm. Mình bảo ngay mà Hùng là cũng có nhiều việc nó cũng mắng mình là ông này cũng lắm việc thế. Ít việc nó cũng kêu. Này nó kêu ghê lắm. Vợ lên nhà thì không còn nói chuyện rồi. Về nhà thì nói chuyện qua điện thoại thì hóng hớt nhanh lắm. Thằng kia học về muộn nhỉ? Ngoan chưa? Lịch gì cái đấy vẫn còn ít tuổi ra là cái tuổi thanh niên thì nó bao giờ nó chẳng thế. Bây giờ ông rồi đi học cấm hết bạn bè thế có mà chụp có rốt thằng quính cấm hết bạn bè mà cũng là dần dần bạn bè nó không phải thực ra bạn bè nó không có thằng nào đấy, nó đấy, toàn đi chơi với những cái thằng bên ngoài nó bỏ nghỉ học hết rồi. Thằng mà bây giờ chọn bạn mà chơi thôi mà anh ạ. Phải nói này, cái số phận cũng như trên lớp cầu thôi. Cái bản lĩnh hay không là do mình. Em thật như ngày trước mà em chưa làm này, đi cái thuyền ở dưới lớp cầu. Nghĩa là cái thuyền chú đi đánh cát cả đêm ấy, nó đi toàn đi vào Hải Phòng với cả đi tận nơi lên trên biển thôi. Nghĩa là nó chơi dọc ma túy, nó chơi dọc cái thuyền này. Mình còn cảm thấy mình chơi mình thì có đi sai chỗ khác. Đến đấy, em đi lo về những vấn đề chọn bạn mà chơi mẹ mà. Chơi bạn đấy thì không mà việc nào nó ra thì đấy việc khi cái đã đi sai cái con đường đấy lấy lại rồi.